Đây là diễn hoạt bằng camera các bạn. Nếu các bạn không có camera, các bạn sẽ không làm được cái bài này. Cái quả địa cầu là các bạn phải diễn hoạt cho nó riêng. Còn camera có nhiệm vụ là sẽ di chuyển từ cái quả cầu này, di chuyển qua những cái đối tượng. Theo vậy là những cái đối tượng này các bạn sẽ diễn hoạt riêng. Camera là có nhiệm vụ di chuyển tới lui để quay các cái diễn hoạt. Được chưa? Vậy thì hai đối tượng này các bạn sẽ diễn hoạt riêng. Để cho các bạn dễ hiểu nhất thì thầy sẽ vẽ những cái hình đơn giản nhất thôi. Đó, hình này sau đó các mình sẽ gán cái hiệu ứng đó là Atom Array. Mình gán vô vậy nè các bạn. Lúc này thầy sẽ làm một cái hiệu ứng cho anh này xoay. Xoay từ từ, muốn xoay từ từ thì mình sẽ tăng cái frame này lên 300, cỡ 250 frame đi. Mình sẽ xoay thử nè các bạn, xoay theo góc nào. Đó, ví dụ xoay một góc này thôi. Hoặc các bạn muốn hai ba góc gì đó cũng được hết. Các bạn sẽ đặt các cái keyframe này. Sau đó mình sẽ di chuyển đến frame số 250. Mình xoay một vòng là bao nhiêu các bạn? Xin lỗi, chỗ này thì thầy sẽ... Ở đây điểm đầu nè, thầy sẽ bật 3 keyframe luôn. Và nó sẽ xoay đến frame số 60 thôi. Frame số 60 hoặc frame số 100 thôi. Thôi frame số 60 đi các bạn, xoay một vòng thôi, 360 độ. 360 độ. 360 độ. Rồi nhớ bật keyframe lên. Rồi bắt đầu diễn nè. Từ frame số 1 cho đến frame số 60 là anh này xoay. Rồi các bạn thấy chưa? Từ frame số 100 cho đến frame số 160 ví dụ vậy nha. Thì thầy sẽ vẽ một cái hình khác. Vẽ một cái hình khác. Này. Thầy di chuyển vào đây. Đó, di chuyển vào đây. Mình sẽ diễn hoạt từ frame số hồi nãy là đến frame số 60. Anh này là diễn hoạt frame 100. Từ frame 100. Thầy sẽ chỉnh cái kích thước của nó, ví dụ vậy ha. Thầy sẽ scale cái kích thước của nó. Di chuyển đến đây nè. Đến frame 160 á. Thì mình scale lớn nó lên. Được, ví dụ vậy. Đó, tạo cái keyframe. Rồi vậy anh này chỉ có cái diễn hoạt là phóng lớn lên. Phóng lớn lên. Nó còn các bạn muốn di chuyển nữa thì chỗ này các bạn đặt cho thầy một cái keyframe. Sau đó di chuyển đến frame 160 này các bạn kéo lệch nó lên. Được chưa? Đó. Bật keyframe lên. Vậy là mình có di chuyển nè các bạn, anh này anh đứng yên đến frame 100 anh mới diễn hoạt. Rồi điểm đầu mình không diễn hoạt thì mình chọn mình lít phải, mình delete nó đi. Delete cái keyframe đó đi nha. Đây coi lại ha. Đó, thầy chỉ có hai đối tượng đơn giản vậy thôi nha. Thêm cái Atom Array vô để lấy cái đường viền. Đó, còn màu mè gì thì các bạn cứ gán màu ở đây nha. Ví dụ mình gán màu ở đây. Rồi gán vô các bạn. Copy ra ha. Mình sẽ tiến hành mình đặt cái camera các bạn. Trong 60 frame đầu là mình sẽ đặt cái camera để nhìn đối tượng thứ nhất. Từ frame 100 trở đi là mình sẽ di chuyển camera tới đây. Giống như các bạn cầm camera, các bạn di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Thì ở trong cái Cinema 4D á các bạn, có một cái công cụ camera cơ bản, đó là công cụ này. Được chưa? Camera cơ bản nhất nè. Các bạn phóng lớn lên. Các bạn phóng lớn lên, các bạn đặt cái đối tượng các bạn vào giữa màn hình này nè. Sau đó các bạn sẽ chọn là camera. Tạo một cái camera. Được không? Rồi mình răng chuột thu nhỏ xuống mình coi. Đó, đây các bạn. Bây giờ thầy ví dụ thầy di chuyển qua cái anh này nè. Thầy phóng lớn lên nha. Đó, thầy tạo thêm cái camera nữa nè. Đó, thu nhỏ lại nè.
Các bạn thấy là các bạn cứ đặt cái màn hình chỗ nào, các bạn tạo camera thì các bạn đặt màn hình chỗ nào, các bạn tạo camera thì nó sẽ tạo cái camera để chiếu vào cái đối tượng ngay chỗ đó luôn. Bây giờ làm sao để mình nhìn cái phim ảnh mà được quay bằng camera thì các bạn bấm vô cái dấu này nè các bạn. Camera offset nè, các bạn bấm vô cái. Đó. Đây là mình đang đứng ở camera 1. Bấm vào đây nè các bạn, đây là mình đang đứng ở camera số 2. Vậy hai cái camera này thầy sẽ xóa đi nha. Và thầy nhắc lại nè. Các bạn muốn tạo camera, các bạn cứ di chuyển cái màn hình đến vị trí mà các bạn muốn đặt. Rồi lúc này các bạn cứ bấm tạo camera. Vậy thì mặc định nó sẽ đặt cái camera nằm ngay chỗ đó. Rồi bây giờ mình diễn hoạt nè các bạn. Mình đừng chui vô đây ha. Đơn giản nhất là đừng chui vô đây. Mình sẽ thu nhỏ cái camera lại và bắt đầu mình diễn hoạt ha. Cái camera này nè các bạn, từ frame số 0 cho đến frame số 60. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ đứng yên để nó quay cái cục, cái hình màu xanh. Thì thầy sẽ đặt hai keyframe. Đây các bạn, từ đây đến đây là không có làm gì hết. Từ frame số 60 đến frame số 100, mình làm gì các bạn? Mình dời camera. Thì các bạn sẽ di chuyển cái màn hình này, các bạn kéo cái camera qua. Nhưng mà camera này rất là hay nha các bạn. Khi mình di chuyển camera thì cái hướng camera nó vẫn nhìn về cái đối tượng cũ. Các bạn muốn bắt cho nó nhìn qua đối tượng mới, các bạn lấy công cụ các bạn xoay. Các bạn phải lấy cái công cụ các bạn xoay. Đặt cho nó một cái keyframe. Được chưa các bạn? Cái đối tượng này là xoay đến frame số 160 đúng không? Cho nên mình di chuyển đến frame số 160. Mình tạo cho nó một cái keyframe nữa. Rồi bây giờ các bạn coi nó diễn hoạt nè. Từ frame số 0 đến frame 60 là đứng yên để nó nhìn cái hình màu xanh. Từ frame 60 đến frame 100 nó sẽ chạy qua nó nhìn cái hình màu này. Rồi từ 100 đến 160 nó sẽ đứng yên. Nhưng mà nhìn vậy thì các bạn đâu thấy gì đâu. Thấy không nè. Mình phải làm gì các bạn? Mình phải nhìn thông qua camera đó. Mà để nhìn thông qua camera đó thì đơn giản các bạn check vào đây các. Đây các bạn bây giờ diễn hoạt xong. Cái này nó vẫn có cái dở. Khi các bạn đặt cái camera thì các bạn đừng bao giờ để nó im ru như thế này. Mà các bạn phải cho nó di chuyển nhẹ cái camera một cái thì nó mới đẹp. Đây các bạn nhìn lại nha. Giống như quay phim vậy đó, mình để quay máy quay cố định là không bao giờ đẹp. Nha, mình lia nhẹ nhẹ nhẹ. Đó, vậy thì chỗ này thầy sẽ tạo cái keyframe ngay vị trí số 60 nè. Thầy chọn cái camera. Bỏ cái này đi ha. Chọn camera. Chọn công cụ di chuyển. Đó. Từ frame số 1 đứng yên chỗ này đến frame số 60. Mình phải kéo nó nhẹ qua đây một cái. Rồi bật keyframe lên các bạn nghe. Tiếp tục ha. Từ frame số 100 đến frame số 160. Đó, thay vì nó đứng yên thì mình sẽ di chuyển lên theo cái hướng di chuyển của cái hình. Bật keyframe lên. Đó, và bây giờ các bạn coi nè các bạn, cái camera của mình cũng không đứng yên nha, cũng di chuyển nhẹ thôi. Đó, di chuyển nhẹ theo nha. Và bây giờ vô trong mình coi thử nè. Đây các bạn ha, nó sẽ di chuyển từ từ vậy đó các bạn. Đó, thì nhìn nó sẽ tự nhiên ha. Vậy thì ví dụ như là mình muốn diễn thêm một cái đối tượng nữa, mình sẽ làm gì? Chẳng hạn như là diễn từ frame số 190 đi. 190 thì lúc đó các bạn bỏ camera này ra. Các bạn sẽ tự tạo một cái đối tượng mới, các bạn diễn hoạt. Ví dụ đối tượng mới của các bạn là ở đây chẳng hạn. Thì từ frame số 160 cho đến frame số 200, các bạn phải đặt keyframe cho cái camera. Ngay frame 160 này mình đã cố định rồi, thì đến frame số 200 này các bạn sẽ tiến hành các bạn di chuyển ha, bật keyframe rồi di chuyển qua nè các bạn. Đó, di chuyển qua đây.
Đó rồi, các bạn tiến hành các bạn xoay cho thôi, nó vẫn hướng mắt nhìn về đây nha. Xoay qua một chút. Rồi bật keyframe lên các bạn, vậy là xong. Nha. Thì mình có diễn hoạt nè, đây. À, và lúc này chúng ta phải nhìn qua camera ha. Chúng ta phải nhìn qua camera. Đó, đây các bạn. Tiếp tục những cái đối tượng này mà các bạn muốn thêm hiệu ứng thì dễ thôi. Ví dụ như là đối tượng này mình muốn có một cái đối tượng nằm riêng ở bên ngoài ha. Riêng ở bên ngoài. Nó gán màu vậy nè. Thấy chưa? Nó coi nó có. Khi mà mình đã nắm được cái cơ bản rồi, bây giờ mình muốn diễn hoạt cũng dễ. Mình muốn thêm thắt cũng dễ lắm. Đó, gán màu nè các bạn. Cái này nè các bạn, Atom Array. Khác rồi thấy không? Các bạn thấy có một cái sản phẩm khác rồi thấy không? Rồi đó chính là cái camera cơ bản nhất trong cái Cinema 4D. Thì đây các bạn chỉ cần nhớ cho thầy, thứ nhất, để tạo camera thì mình sẽ tiến hành mình di chuyển cái vùng nhìn đến cái vị trí mình mong muốn đặt camera. Mình chọn camera một cái. Cái thứ hai nữa là khi các bạn chọn camera thì các bạn có cái dấu check là camera offset, là các bạn check vào đó một cái, có nghĩa là mình đang nhìn thông qua camera. Còn mình bỏ check là mình chuyển qua cái vùng nhìn tổng thể của mình để mình có thể diễn hoạt bất cứ cái đối tượng nào mình mong muốn.